ở trong nhân sâm. Và khi mà chúng ta biết không, khi mà ông xã nhà cô Phúc làm về quản lý dược, đây là nói xấu một tí, nói xấu một tí, à, xấu hay tốt không biết, nhưng mà khi làm quản lý dược và có những hàng công tơ nơ về sâm cả nhà đến cảng Hải Phòng, và khi mà lấy cái thành phần đó, lấy cái sâm đó đi định tính định lượng về cái saponin, cả nhà biết không, chúng ta chỉ còn lại khoảng độ 10%, thậm chí 5% saponin ở trong đó. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang bị gì? Đang sử dụng rác rác của dược liệu, chứ chúng ta không phải là sử dụng những cái nguồn dược liệu tốt cả nhà. Và như vậy chúng ta thấy là nếu như một củ sâm tốt ấy, mà thực sự có giá trị, nó chỉ bé tí thôi nhưng nó rất rất đắt tiền. Trong khi đó chúng ta đi mua những cái sản phẩm sâm, đúng không ạ? Những cái chai sâm mà đi bây giờ đi ngâm chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chúng ta uống chỉ có hương vị sâm thôi, nhưng mà thành phần ở trong đó không đủ. Và chúng ta vô tình làm sao ạ? Chúng ta đang nghĩ là mình đang dùng tốt nhưng thực ra lại không tốt. Thì sau này chúng ta sẽ càng hiểu về cái này, thì chúng ta sẽ càng biết cách lựa chọn những cái sản phẩm hàng hóa để tốt cho chúng ta, đúng không? Đấy, đấy là cái mà chúng ta quan tâm nhé. Cả nhà thấy có hài lòng với cái chia sẻ của Phúc này không?